tự đi, đi Bắc Giang. Chào ngài mời xuất trình, thiệp mời. Thiệp mời. Tuyên sinh không có thiệp mời, ngài không thể vào trong. Nhưng mà tôi có vật, tôi nên cần gì? Ngài có thể liên lạc với người quen của ngài để đối phương ra đón ngài. Người muốn trà trộn vào tôi gặp nhiều rồi. Phiền thật, còn phải để Chu Yến ra đón mình. Hiệu quả Bắc Giang không còn là gì. Ế, tiểu chính thái này trông không tệ. Trông giống như nghệ sĩ nhỏ không có danh tiếng. Cậu đang ở đó? Ở đây chờ ai? Chu Yến. Ông là ai hả ông chú? Chu Yến. Loại tiếng 18 này sao có thể quen biết chị tổng? Chắc lại là chi Hoàng Yến muốn câu kim chủ. Đừng theo chị nữa, hay tôi thế nào? Vương tổng. Trần Trừng, cậu cũng đến tham gia tiệc từ thiện. Dù sao tôi cũng là nghệ sĩ của kỳ hỷ, tất nhiên phải đến ủng hộ. Ồ hố, có dây đẹp. Này tỉnh lại đi, còn nhớ cậu tới cái này gì không? Nghe nói cậu hát không tệ thế nào, hôm khác tới nhà tôi hát đi. Muốn người ta ngầm người ta, còn không thèm giả vờ, rê tổng hả? Này sợ là không tốt đâu Vương tổng. Nghe nói phu nhân của ngài hình như không thích nghe hát. Ừ, nhạt nhẽo. Cảm ơn anh nhiều nha, mai có anh giải quay giúp tôi. Người tốt bụng có thể phiền anh dẫn tôi vào dự tiệc không? Tôi muốn vào tìm người. Không có nghề, chuyện nhỏ thôi, đi theo tôi. Anh trai, đúng là đẹp người đẹp nết. Đừng thảo mai nữa, xin cậu. Ai vô, chóng mặt quá. Cậu làm cái gì? Sao lại có loại đàn ông không hề biết hương hoa tiết ngọc này? Không được, hôm nay mình nhất định phải ngã vào lòng anh ta. Kỳ đóng, người ta chóng mặt thật. Ban ngày ban mặt, cậu ăn vả à? Tôi nhào, tôi lại nhào. Tôi tránh, tôi lại tránh. Đàn ông của cậu, đàm đứt điểm tối đa nha. Cảm giác quân học, phát điên u ám bò đi kỳ của mình, hình như không dùng được rồi. Ông chủ đây, anh đây là... Dương Dương, sao em đến rồi? Chị Yến, anh khốn nạn. Lúc này, người bình thường sẽ quay qua người chạy đi. Nhưng mình cứ không, chạy đi không phải sẽ tạo không gian phát huy có mạnh ha. Chị Yến, anh cái tên khốn nạn, anh không có lương tâm, anh không biết yêu. Dương Dương đừng khóc, em nghe anh nói. Còn có gì để đáng nói? Anh không dẫn em đến buổi tiệc, không phải là muốn ở cùng người khác. À, em muốn ly hôn với anh. Cái gì? Vậy mà chị Đổng, vậy mà ngoại tình. Cái gì vừa nãy mình, vậy mà lại hẳn nhiên cười nói với bà chủ. Không phải, anh với cậu ta không có. Anh không có, tại sao lại lôi đôi kéo kéo với cậu ta? Nếu em thấy cậu ta kéo ống quần của anh rồi, mình đều ngã thẳng xuống đất. Nhiều lần như vậy không ai lên tiếng cho mình sao? Anh cái đồ đàn ông xấu xa. Vừa nãy thật ra anh nghĩ đến em nên không đề phòng. Huống hồ Mạnh Khanh chỉ là đi công tác cùng thôi. Anh không dẫn em tới là không muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng đỡ cho em bị người khác dòm ngó. Dương Quẩn là để bà xã và cậu ta đụng mặt rồi. Tên này đúng là ngứa mắt. Nhiệt độ điện hòa hôm nay có phải chỉnh thấp quá rồi không? Thật sao? Thật, anh chỉ thích em, không thích cậu ta. Em mới là thái thái của anh. Sau này đừng nói ly hôn nữa được không? Quậy anh không được. Không được thân mật với người khác. Nếu không, nếu không em còn cắn anh. Biết rồi, anh sẽ thủ thân như ngọc. Ông chủ lần đầu đạp phu nhân. Người này quỳ sao bớt nói chuyện với cậu lại.
Người trẻ tuổi tránh xa loại phu phu thằng kia này trước, nếu không dễ biến thành một vòng lây phe ân ái của bọn họ. Thì người ta chặn ở bên ngoài sảnh tiệc, quỳ không có thư mời, gọi điện thoại cho anh cũng không nghe. Nếu không có dặn chừng, em còn không vào được. Em có gọi điện thoại cho anh sao? Sao Mạnh Khanh không nói với anh? Hả, mình biết ngay là Mạnh Khanh dở trò. Mạnh Khanh đâu? Nếu không phải muốn điều tra cậu ta qua dị tộc có dính líu hay không, mình đã sớm loại trừ cái tên phiền phức này rồi. Tiếp theo, xin mời chủ tịch tập đoàn Trì Thị trợ tài trợ cho hoạt động từ thiện lần này. Trì Yến tiên sinh lên sân khấu phát biểu. Anh quay lại ngay. Biết rồi, mau đi đi, mọi người đều đang đợi anh đấy. Lão nam nhân rất đáng giá, còn rất giỏi nha. Xin lỗi, tôi có tập, vừa nghe lãnh đạo nói là thấy buồn ngủ rồi. Ký chủ, cảm ơn phát biểu của Kỳ Đổng. Dương Dương, vừa rồi ở trên sân khấu còn thấy em ấy, sao chớp mắt đã không thấy rồi? Kỳ Đổng, xin lỗi tôi đến muộn rồi, ế phu nhân đâu? Lúc trước cậu đã đi đâu, có thấy Dương Dương không? Tôi đắc trống mặt, sợ làm ảnh hưởng công việc, cho nên đến phòng y tế lấy chút thuốc, không để ý hướng đi của phu nhân. Trả di động cho tôi. Điều tại tôi, nếu không phải tôi buồn ngủ, cũng không có tới mức không phát hiện có kẻ xấu tới đằng cậu. Thế nào rồi, ký chủ ba ba, có thể nôn ra không? Không nôn ra được thì giờ thì đúng là lạc huyền trong cống rồi. Vô lý quá, tại sao có người đánh ngất cậu, chỉ để cưỡng ép cậu uống thuốc máu người hả? Ở vị diện này, từng nếm máu tươi chính là căn nguyên quỷ hút máu xoa đỏ. Những kẻ tính kế mình kia là muốn ép mình biến thành dị tộc. Thơm quá. Không được, tiếp tục như vậy chắc chắn mình sẽ không nhìn được. Dương Dương, em không sao chứ? Ây da anh Yến, anh ở đây người ta rất mất mặt nha. Hay là anh đi lấy chút thuốc kem đi. Được được được, anh đi tìm thuốc ngay, em ở bên trong chờ anh. Quyền an toàn của anh ấy chỉ có thể dụ dỗ anh ấy đi chứ thôi. Ký chùa bây giờ bên ngoài không có ai, có thể ra ngoài rồi. Trên đường chỗ quầy chắc chắn sẽ đạp rất nhiều người qua đường, không biết mình có thể chống đỡ không. Nếu cắn người, nhiệm vụ của quyền vị này sẽ hoàn toàn có lộn. Cố lên cậu có thể. Để ông trai đa hằng chó nào ám toán, ông phải băm hắn ra cho chó ăn mới được. Dương Dương, sao lại không thấy rồi? Chị Đổng ngày không sao? Tôi có thể có chuyện gì? À, tôi thôi thấy ngài cầm thuốc cho non lo lắng. Thử Dương Dương rễ tin nhắn. Không đúng, Dư Dư chắc chắn có chuyện giấu mình. Đối với ban tổ chức, tôi có việc rắp phải đi trước, tiệc tối sẽ quán mật. Vâng, chị Đổng. Chết tiệt, không phải nói kết quả thành công rồi sao? Không có quỷ khúc máu nào sau khi phá giới còn có thể chống đỡ quyến rũ của máu người tươi đấy. Nhưng tại sao Kỳ Yến chưa bị cắn?
Kỳ Yến, nghe em nói, em chỉ uống một chút, còn có thể khống chế cho nên sự việc vẫn chưa đến mức xấu tước. Ý của em là, vậy em muốn làm thế nào? Em cần ở một mình, cho đến khi em quên mùi vị của máu tươi. Những kẻ sau lưng kia không phải là muốn thấy mình sao đỏ mắt khống chế à? Ông đây thà chết cũng sẽ không để bọn họ đắc ý. Dương Dương, thật ra nếu em không khống đỡ được, anh có thể lấy máu tươi giúp em. Sẽ không, có anh ở đây, em sẽ chống đỡ được. Kéo người mình yêu xuống nước, không phải tác phong làm việc của mình. Kỳ Yến, tin em. Anh tin em. Nửa tháng sau, lễ Tân Hòa tập đoàn chị thị. Chị Đổng, hôm nay cũng chưa đi làm sao? Đúng vậy, chị Đổng nói thời gian này phải nghỉ ngơi. Anh ấy không nói với ngài sao? Được, tôi biết rồi. Biến mất một ngày, hai ngày thì thôi đi. Giờ đã nửa tháng còn không thấy bóng dáng. Chứng tỏ Mạc Chi Dương chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Kế hoạch lúc trước không hề thất thủ. Chết tiệt, lại bị lừa. Mau chóng thông báo họ hành động. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi Dương Dương. Ngoài uống máu nhân tạo một lần, khi không còn bước ra khỏi phòng ngủ. Không biết bây giờ cuối cùng em thấy thế nào rồi. Ai hả? Các người là ai? Ai cho phép các người tự ý xông vào nhà của tôi? Chúng tôi là tổ kiểm tra. Có người báo cáo thái thái của cậu Mạc Chi Dương lén lút uống máu tươi, đã sa đọa hành dị tộc. Chúng tôi cần tiến hành kiểm tra đối với cậu ấy. Hy vọng cậu phối hợp điều tra. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Các người dám? Tuyệt đối không thể cho bọn họ lên trên. Dương Dương đang trong thời kỳ chen chốt cai nghiện. Một khi xảy ra vấn đề thì tệ rồi. Chị tiên sinh, ngài phản ứng như vậy không lẽ là chuột dạ? Đây là nhà của tôi, không có lựa các anh làm cả. Ê, mọi người đây là đang làm cái gì? Dương Dương, anh Yến, bọn họ là ai? Bọn họ là kiểu, là tổ kiểm tra. Nhận được báo cáo nói em uống máu tươi, cho nên qua đây điều tra. Cậu chính là Mạc Chi Dương. Về chuyện tố cáo cậu hút máu người, cậu có muốn tranh cãi không? Đừng nhắc tới máu nữa, nghe thấy là buồn nôn. Nửa tháng trước tôi ăn đau bụng, cái ăn cái gì nôn cái đó, đến giờ còn chưa khỏi đây. Chị Yến là một sư loài người. Nếu Mạc Chi Dương thật sự từng uống máu tươi, thì đối sẽ không chịu nổi tác động hân mật như vậy với loài người. Hơn nữa phản ứng lúc cậu ấy vừa nghe đến máu cũng không giống dị tộc. Các người còn muốn điều tra cái gì? Không còn chuyện thì mau cút đi. Cẩn thận, tôi khiếu nại với tổ chức, cho các người không có quả ngọt ăn. Xem ra điều tra là hiểu nhầm. Có điều tất cả vẫn phải cẩn thận. Dù sao dị tộc quỷ kế đa đoan, chúng tôi cũng là quỷ chức trách. Dị tộc có vấn đề không đi tìm dị tộc, ngày ngày nhắm vào giày dò lão bách tính chúng tôi, đúng là ăn no nưỡng mỡ. Chắc là có người ác ý tố cáo quấy đầy hai quỷ đồi, cáo từ đi thông thả không tiễn, lần sau đừng đến nữa. Dương Dương, đừng qua đây, tránh xa em chút. Em vẫn hơi không nhịn được, nghỉ ngơi lát. Dương Dương, em đã làm đáp dỗi rồi. Em cũng cảm thấy bản thân siêu lợi hại. Vừa nãy gần anh như vậy, em đều khắc chế được. Mau khen em. Ừ, khen em. Dương Dương chắc chắn rất khó chịu, nhưng mà mình lại không làm được gì cả. Vậy giờ nửa ngày em cũng đói rồi, trong nhà có máu nhân tạo không? Có, anh đi lấy ngay.
Hy vọng anh ấy đừng có cho bản thân áp lực lớn quá. Loại cai nghiện này dù sao cũng để một mình chống đỡ qua mới được. Dương Dương, máu. Em hay mệt, nhưng mà muốn bế em lên giường. Được. Ngoan ngoãn nằm xuống, nếu không cắn anh đó. Anh Yến, em nghĩ đến một cách điều trị cai nghiện mới, anh đồng ý thử với em không? Đương nhiên, em muốn cái gì cũng được. Mọi người ơi, tôi ngộ rồi. Muốn hút máu, Quê muốn cái đó. Quê bản chất điều thụ về cảm giác đối khác. Ký chủ chậm lẫn hai chị này với nhau là có thể dùng ăn no để thay thế ăn no, từ đó đạt được hiệu quả cái nghiện. Mình đúng là thiên tài, vua hiểu. Điều bị cậu hiểu hết rồi, cậu lịch sự không? Đừng quấy rầy hứng thú của tiểu gia. Kỹ thuật của anh không tệ, da rất khít, lần sau lại tới rồi anh. Không nghiêm chỉnh. Mạnh khanh, qua dị tộc có cấu kết. Anh biết anh vẫn luôn phái người trong trường cậu ta. Hử, thì ra anh biết lâu rồi. Vậy anh còn phát hiện cái gì? Nếu theo bây giờ, tí này của Mạnh Khanh chỉ đào ra 2 tầng. Nhưng anh cảm thấy chỉ không vậy. Tổ chức chắc cũng bị thấm thấu rồi. Chúng ta bị tính kế lâu như vậy, cũng nên đáp án trả rồi. Em muốn làm thế nào? Nói gì thế cho tôi nghe với. Anh Dương cuối cùng lại gặp được anh rồi. Lần trước vị kia nhà anh cách quách hỏi hợp tim, tôi còn tưởng anh cấm túc anh rồi chứ. Nghĩ nhiều rồi, ai có thể cấm túc tôi. Thật ra lần này tôi đến tìm anh có chuyện cần anh giúp. Người phụ nữ này trên ảnh này, anh nhận mà cô ta chút. Sáng mai khoảng 8:15 cô ta sẽ đến ở bến xe tổng liên xe buýt số 17. Anh cần lên xe với cô ta, trộm di động của cô ta, cài trình giám sát vào rồi trả lại. Nhớ kỹ nhất định phải làm, thằng không biết quỷ không hay, có thể làm được không? Anh Dương yên tâm, làm móc cuối là người cũ của tôi rồi, tôi chắc chắn là ổn thỏa. Anh Dương đến cũng đến rồi, không vào chơi lát rồi đi à? Thôi, tôi phải đi rồi, quỷ kia trong nhà có thể uống sạch khẩm giấm đấy. Không ngờ anh Dương lại là sợ chồng. Nói cái quỷ gì, mau đi làm việc đi. Nhớ đấy, chuyện này đừng nói cho ai biết hết. Được, anh yên tâm đi. 3 ngày sau. Kỳ quái, đã 3 ngày rồi, sao người phụ nữ này đều không có chút sơ hở nào, bình tĩnh như vậy sao? Hay là dứt khoát dẫn rắn ra khỏi hang? Alo, Dương Dương, sao vậy? Chị Yến máu. Em muốn máu, ư. Dương Dương, tôi cần mấy túi máu tươi, đưa đến địa chỉ giao dịch gửi cho tôi. Phải nhanh, tôi dùng đáp. Đại ca, Hà Đanh cần đến rồi. Có cần tôi sẽ lại liên hệ với cậu. Được, đại ca. Nếu mà Chi Dương thật sự đã cai được máu tươi, thì tại sao chị Yến còn cần tìm người của chợ đen để mua? Dương Dương, anh mua được rồi. Về rồi. Dương Dương Dương, đây là cái gì, anh mua đồ tốt gì về cho em vào? Vừa nãy trong điện thoại không phải muốn máu à? Đây là anh mua ở chợ đen, rất tươi. Em nhớ anh từng đồng ý với em, nếu em không nhịn được muốn uống máu, anh sẽ cho em ăn no bằng cách khác. Nếu đây đã là điều em tự cầu. Quậy đợi lát đừng khóc, bởi vì xin tha là không có tác dụng. Em mới sẽ không xin tha. Dương Dương,
Rồi ông xã được không? Rồi anh giống như lần trước, anh muốn nghe. Ông xã. Cái đó vô tình quấy rầy, nhưng cái chủ ba ba, nữ gián điệp kia của tổ chức, một sư cuối cùng đã có đồng tĩnh rồi. Quỷ vị này có phải chỉ có mình Hòa Phản Diện đã nghiêm túc làm việc không? Thế giới không có bổn hệ không, chỉ là cố gắng chống đỡ thôi. Xem cái gì mà xem, đã được sự đồng ý của tôi chưa? Ai? Biến thái xem trộm. Lệ hại nhà ký chủ ba ba, đại chiến 300 hiệp với đàn ông, đều không ảnh hưởng đến việc ban đêm chạy ra ngoài, làm đến đặc chủng. Cho nên đây chính là điểm tình báo dị tộc cậu trai ra sao? Đúng vậy, lúc chị Yến đến chợ đen mua báo người, Mạnh Khanh và nữ gián điệp đều liên lạc nơi này. Có điều sau khi liên lạc xong, bọn họ cũng không có đồng tình khác. Xem ra lần trước tố cáo tôi không thành công, khiến bên dị tộc hận khổng hơn không ít. Con mồi hôm nay quản không đủ để bọn họ hành động. Tôi đúng là càng ngày càng cầu mò về lão đại phía sau của bọn họ rồi. Được rồi, tôi sẽ sao chép hết dữ liệu rồi trở về có thể từ từ phân tích. Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Đương nhiên là tiếp tục bắt sâu rồi. Để tôi diệt trừ sạch sẽ tay mắt bên cạnh. Tôi không tin tổ chức dị tộc không gấp. Cảnh đêm hôm nay không tệ. Nguyễn Mẫn hả? Là tôi. Cậu giết quỷ hút máu? Đúng vậy, làm sao? Mùi này cậu uống máu người rồi. Ừ, bị người ám toán cưỡng chế uống. Có điều bây giờ đã cay rồi. Còn chuyện gì không? Tôi vội về nhà ngủ. Tôi chưa từng nghe nói có quỷ khúc máu sau khi nếm qua máu loài người còn có thể cay được. Cậu rất mạnh, tôi rất tán thưởng cậu. Không cần thiết, tôi không cần anh tán thưởng. Cậu không nên kết hôn với loài người kia. Điều này không hề đoán với cậu. Tạng âm nan chữ, liên quan gì tới anh? Quả nhiên rất có cá tính. Dương Dương, em đi đâu vậy? Em nửa đi em đi xem mắt. Xem xem mắt? Em nói nửa đêm em đi xem mắt với ai? Là Nguyễn Mạn Hạ sao? Sao có thể anh ta trông không đẹp bằng anh, khí chất không tốt bằng anh, càng không có tiền bằng anh, cho dù xem mắt em cũng sẽ không chọn anh ta. Ký chủ ba ba, sao cậu có thể mê sắc và mê tiền một cách hùng hồ như vậy? Em thật sự không thích Nguyễn Mạn Hạ? Đương nhiên rồi, anh mới là ông xã tốt độc nhất vô nhị, có một không hai. Vốn còn định nói với anh ấy thu hoạch tối nay, sức giấm của tên này mạnh như vậy, quẩn là thôi đi. Để anh ấy biết mình rạp nguyên Nguyễn Mạn Hạ thật, anh ấy còn không phát điên. Ha, còn không phải tại người nào đó vừa tệ vừa ham chơi. Đúng rồi, đã lâu chúng ta không đi thăm ông nội, ngày mai cùng đến viện dưỡng lão đi. Được. Đúng lúc nên nổ tay mắt bên cạnh ông nội rồi. Hôm sau viện dưỡng lão, ông nội bọn cháu tới thăm ông đây. Tiểu Dương, A Yến, cả cháu đến cùng nhau. Đúng vậy, cháu và ông xã đã nói cùng nhau tới thăm ông. Vừa nãy Tiểu Dương rồi A Yến là gì? Ông trời ơi, sống lâu gì cũng thấy rồi. Mình cưỡng ép vậy mà hành hết rồi. A Yến cháu ngoan, qua đây nói chuyện với ông nào. Tuy bọn trẻ hạnh phúc thì tốt, nhưng mình cũng phải biết chiết tế. Ông xã thời tiết hôm nay tốt như vậy, hay là anh dẫn ông ra ngoài dạo đi.
Đỡ cho lát nữa mình xử lý nội gián không tiện phát huy. Tốt, tốt, tốt. Ai Yến mau đưa ông ra ngoài dạo đi. Ông từ từ thôi. Quậy Dương Dương, em ở đây chờ bọn anh. Em biết rồi, anh đi đi. Ồ hố, dưa này rất ngọt. Hệ thống bắt đầu đi. Rõ trưởng quan. Tìm thấy rồi. Quận Hà, huyện Kính Lão. Ở đây đi. À Yến, cháu nói thật cho ông biết. Cháu và Tiểu Dương, hai cháu bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Ai chủ động, là cháu theo đuổi Tiểu Dương hay là Tiểu Dương theo đuổi cháu? Theo đuổi thế nào? Đã cái đó chưa? Ông trở nên bắt quái như vậy từ khi nào? Ông đây là quan tâm hạnh phúc của Hiểu Bối. Hận nhóc các con, bảo cháu nói thì cháu mai nói. Kể ông nghe chút kỳ quái này, thật ra cháu và Dương Dương. Ồ ồ ồ ồ, ai vô tuyệt vời. Hỷ báo, cháu nó siêu yêu. Cháu cũng siêu yêu, bọn họ đều siêu yêu. Ông chị, ông có ở trong không? Kỳ quái khiết bị theo dõi sao đột nhiên mất hình rồi. Chị gái chị là đang tìm cái này sao? Ai? Đây là súng chào Riri, chuẩn bị cho chị đó, chị y tá. Đừng đừng nổ súng, tôi chỉ là y tá thôi, tôi không biết cái gì cả. Y tá, cầm quyển bệnh án chống không là có thể giả thành y tá rồi. Trình độ đào tạo dị tộc đúng, các người đúng là thật tệ. Cuối của cậu lại. Tôi à? Là người dẫn đường xuống suối vàng cho cô. Ông A Yến, hai người quậy rồi. Mà chết ba rồi. Cũng mai động tác ném khi thể. Tiểu gia đủ nhanh. Bé ngoan đừng học. Trong phòng hình như có mùi máu tanh. Xảy ra chuyện gì sao? Chuyện của hai cháu A Yến đều nói với ông rồi, ông rất vui. Chỉ cần cháu sau này cháu sống thật tốt, thì ông yên tâm rồi. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Dương Dương. Ông chị, chồng vô cùng hứng khởi, cậu nam nhân, không có nói lung tung chứ. Mọi người ai hiểu chứ, xếp được thật tốt rồi. Vừa nãy lúc em ở trong phòng một mình, có phải đã giao đấu với người ta không? Anh phát hiện rồi, không phải chuyện gì lớn, chỉ là trừ khử một vị tộc giám sát ông. Không bị thương chứ, vì sao loại chuyện này giao cho anh là được. Đừng tự mình mạo hiểm. Yên tâm đi, em không sao. Có điều hiện giờ, để câu được con cá lớn tổ chức vị tộc, em quả thật cần sự giúp đỡ của anh. Em có cách này. Đây nhất định phải như vậy sao? Hoài ngày sao? Chị Đổng, hôm nay sao ngài đến sớm như vậy? Đi đó có cà phê cho tôi, gian tiện mua bữa sáng qua đây. Được, cứ cảm giác trạng thái hôm nay của anh ta lạ. Ai, nghe nói chưa? Chị Tổng và Thái Thái của anh ấy cãi nhau rồi. Tối qua không về nhà trực tiếp ngủ ở công ty. Thật hay giả vậy, tôi còn tưởng mình tình cảm của bọn họ vẫn rất tốt. Thì ra là cãi nhau rồi, chẳng trách. Có lẽ đây sẽ là cơ hội của mình. Chị Đổng, cà phê và sandwich của ngài. Ừ, đặt ở trên bàn đi. Cậu làm gì vậy? Xin lỗi chị Tổng, tôi lao giúp ngài. Chị Yến, tối qua anh đi liêu Đổng ở đâu? Chị Thái Thái, hai người đang làm cái gì? Sao em đến rồi?
đến đất đúng nước. Em không đến sao em thấy dáng vẻ ân ái của các anh? Không phải anh từng hứa với em sẽ đuổi Nguyệt Mạnh Khanh à? Tại sao cậu ta còn ở đây? Em đừng gây sự vô cớ. Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Anh ấy, cậu ấy chỉ là trợ lý thôi. Chị Đổng, chị Thái Thái, tôi thấy tôi vẫn là lui xuống chứ. Cậu, từ trong nhà cải đến công ty, em không sợ mắc mật, anh cũng sợ mắc mật đấy. Em mắc mật rõ ràng anh là vô tình vô ly sĩ. Đường tiễn em không biết. Dám đàn ông các anh nuôi, trợ lý là việc cái gì? Có việc trợ lý làm, không việc làm trợ lý đúng không? Mà anh Khanh là vô tội, em nói chuyện đừng có khó nghe quá. Vô tội? Đúng, cậu ta vô tội, cậu ta lương thiện, điều là em làm càng làm bậy. Khốn nạn, anh căn bản không để ăn ở trong lòng. Anh khốn nạn, anh bỏ ra nhiều như vậy vì em, ước gì đào cả tìm ra cho em. Em từng để ý anh sao? Xem nhau, xe nhau hay lắm, xé quan chút nữa. Anh chính là khốn nạn, rõ ràng em đã cay máu tươi rồi, anh lừa. Em đó là máu nhân tạo, hại em lại diễm, anh lừa em. Thì ra kế hoạch không thể thất bại mà Kỳ Dương đã nghiện rồi. Đúng, anh khốn nạn. Nếu anh không làm như vậy thì em sẽ thích anh, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh sao? Cho nên lúc trước mà Kỳ Dương ghét chị Yến, nhưng chị Yến lại có thể hiện cảm với cậu ta. Để có được cậu ta, đã dùng máu tươi khống chế cậu ta. Chẳng trách sau khi bị ám oán, trong buổi từ khi mà Chi Dương lại phản nhiên như vậy, cậu ta đã sao đỏ từ lâu rồi. Phải mau chóng báo tin này mên. Trợ lý Mạnh vội vàng như vậy là muốn làm gì? Chị Yến không được, bọn họ vậy mà ở trong phòng làm việc. Ban ngày ban mặt hai người này không phải là... Các anh, cậu quyến rũ đàn ông quyến rũ đến công ty rồi. Còn có anh, làm loạn ở văn phòng, có đề tởm không? Tội đáng nhất người không làm việc nghiêm túc. Diệp Đình, tôi làm gì hình như không có lượt. Cô quản nhỉ? Không phải cô ta thích chị Yến à? Sao cả cậu đa nhân cũng mắng rồi. Đây này là công ty, tất cả mọi người đều đen đen. Tất cả mọi người đều đang nghiêm túc làm việc. Anh đã làm cái gì ở đây? Tưởng bản thân là hoàng đế, làm cho ôm mỹ nhân cho điện kim loan à? Cô khỏi nói loại chuyện này, anh ấy đúng là đã từng làm. Tôi thế nào đều không liên quan tới cô. Mong cô Điệp rời khỏi quan phòng của tôi. Tôi vốn tưởng anh chính chắn ôn thuận, công tử phân minh, không ngờ tôi nhìn nhầm rồi. Loại người như anh căn bản không đáng để tôi thích. Ai có thể ngờ công ty ông chủ đầu óc y đương, hư ký gián điệp tình yêu, Diệp Đình lại mới là người có lòng sự nghiệp nhất. Mọi người hãy rõ lên màn hình, con người của ta còn rất tốt ha. Diễn cho câu cá với bà xã thôi, tại sao người bị mắng luôn là mình? Ngày hôm sau, Đỗ đi đơn một sáu quân. Không đỡ nổi, tôi phục cậu rồi. Ký chủ có người tới rồi, mau chuẩn bị. Cuối cùng cũng mắc câu rồi. Mạc Chi Dương tôi. Mạnh Khanh, sao lại là cậu? Cậu là bị bạo được gia đình rồi sao? Tôi đến đưa đồ cho cậu, ngửi thấy không? Cũng may chịu quyến rũ chị Yến thành công, có thể hành hạ quỷ khúc máu hành dáng quẻ này. Một người cay đuối như mình không chịu nổi đâu. Vào chung rồi nói. Xem ra hao tận dương khí của gia trang điểm rất thành công. Mạnh Khanh đều bị dọ rồi. Ai nhìn thấy đều sợ. Mặt này bây giờ của cậu đúng là
khắc trên bia mộ, liệu sẽ dọa chết con mèo chó mèo đi ngang qua. Hôm qua tôi không cẩn thận nghe được đối thoại của các cậu, không ngờ chị Đổng vì có được cậu, vậy mà lại dùng máu khống chế cậu. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ ở đấy sẽ đối xử với tôi như vậy. Thật ra, tôi có thể giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của chị Yến, cũng có thể cung cấp máu tươi cho cậu. Thế nào, đồng ý hợp tác không? Tại sao cậu muốn giúp tôi? Cậu muốn có được cái gì từ chỗ tôi? Gia nhập chúng tôi, trở thành dị tộc. Cậu vậy mà là dị tộc? Vậy chị Yến? Chị Yến là mục sư, chúng tôi biết lâu rồi. Còn cậu là quỷ hút máu bảo vệ anh ta, vì tồn tại của khế ước không thể làm hại anh ta, cho nên cũng rất khó thoát khỏi anh ta. Nhưng chỉ cần cậu chọn chúng tôi, trong dị tộc có người có thể giúp cậu giải trừ khế ước, từ đó sẽ không bị anh ta khống chế nữa. Nếu cậu không muốn sau này rơi vào cảnh người không quỷ, đây là cơ hội duy nhất của cậu. Tôi nói, lão đại, các cậu thật sự có thể giải trừ khế ước giúp tôi sao? Không lừa tôi chứ? Bớt nói nhảm, đều đi tới bước này rồi, cậu chỉ có thể lựa chọn tin chúng tôi. Quỷ hút máu khường chủng thì thế nào? Còn không phải vẫn ngoan ngoãn bị mình mắt bắt à? Đỉnh cao đầy cá sướng chết ai da rồi. Ký chủ ba ba, cậu cứ như vậy đi đạp lão đại dị tộc, liệu có nguy hiểm quá không? Dị tộc nóng lòng muốn coi gia nhập, chắc chắn là trên người tôi có thứ bọn họ cần, sẽ không dễ dàng dụng vào tôi đâu. Lão đại, người đưa tới rồi, cởi ra cho anh ta đi. Giọng nói này tại sao hơi quen tai? Sao lại là cậu? Tôi tưởng anh nói được rồi chứ. Nhìn thấy tôi rất bất ngờ sao? Này, ai đoán ra được tên của phản diện lớn nhất quỷ diện này, vậy mà là Thiết Thụy. Ký chủ ba ba lần này bị chịu thiệt. Nhìn mặt bắt hình dong rồi. Ngu rồi, thằng hề quỷ mà lại là chính mình. Ai rất khó chịu sao? Không vui vì tôi lừa anh? Cũng không tốt là tức giận, chỉ là hơi kỳ quái. Ánh mắt này của cậu ta nhìn mà làm tôi nổi da đà. Tôi tưởng anh sẽ chửi tôi, sẽ suy sụp, hoặc cũng sẽ phẫn nộ vì tôi lừa ra anh. Nhưng hình như anh không có cảm xúc nào, tại sao? Cậu có phải lão đại dị tộc? Không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm cậu có thể giải trừ khí ước trên người của tôi không? Làm phản diện nghiêm túc chút coi. Gia còn đang đợi xem ái chủ bài của các cậu đây. Lúc trước anh nhìn tôi không phải như vậy. Anh sẽ dịu dàng vỗ vai tôi, an ủi tôi. Hay cho một đó tiểu bạch liên. Tam đen tôi nhìn thấy hương hại. Giả heo ăn thịt hổ, chơi rất hành thạo ha. Lúc trước tôi cho rằng cậu là Thiết Thụy, cô đơn không nơi nương tựa. Nhưng bây giờ cậu là dày rổ, rất cứng, được không? Mà tôi còn lo lắng cho cậu làm việc ở hộp đêm không an toàn. Căng giận, lão cậu chăm sóc cốt cho cậu, đúng là buồn cười. Cứng cũng là quỳ anh. Lần đầu tôi thấy anh đã thích anh rồi. Lệ khổ xối gì đây? Hay nha, quậy mà, còn là một niên hạ một bóng. Hạnh phúc hắn hả giả o quỳ căn bằng dinh dưỡng, tôi xin xếp trước. Nếu cậu còn nói những lời này, hợp tác giữa chúng ta lập tức kết thúc. Tôi nói được làm được. Lão cán bộ nói như vậy là lời tình tứ, cậu ta nói như vậy chính là quấy rối tình dục. Được rồi, nếu anh đã không thích vậy tôi không nói nữa. Chuyện khế ước tôi có thể giúp anh, chỉ là anh chuẩn bị dùng cái gì báo đáp tôi. Mạnh Khanh từng nói, chỉ cần tôi đồng ý gia nhập các cậu thì có thể giải trừ khế ước giúp tôi. Bây giờ là ý gì? Nói không giữ lời, lâm thề tăng gia. Ồ, cậu đồng ý với anh ấy như vậy. Lão lão đại, không phải tôi tự ý làm chủ, tôi cũng không để mà Chi Dương mau chóng gia nhập chúng ta.
Điều kiện đã đặt ra, nên thế nào thì thế ấy. Nếu cậu không đồng ý, bây giờ tôi sẽ lật đổ chỗ này. Đúng vậy, anh ấy nên là dáng vẻ hống hách tùy ý như vậy mới mê người. Thật sự muốn mạnh mẽ anh ấy, khiến anh ấy khóc lóc xin mình. Ánh mắt này biến thái, nhìn cũng phải kêu lên biến thái. Cảm thấy mình bị ánh mắt cái đó rồi. Đừng căng thẳng, tôi nói giữ lời, nhất định phải giải khí ước giúp anh. Thời cơ chín muồi, tôi sẽ báo với anh. Chờ tin của tôi. Xui xẻo. Chuyện của Thiết Huy, càng nói cho cậu nam nha không? Thật lo sau khi anh ấy biết kêu áo áo, chạy đi tìm Thiết Huy liều mạng. Càng nhắc tới Nguyễn Mạn Hạ, một câu anh ta cũng ghen như vậy. Càng đừng nói Thiết Huy đã quấy rối cậu rõ ràng như vậy. Vậy thôi đi, vẫn là đừng nói cho anh ấy, bản thân tôi có thể giải quyết. Dương Dương anh về rồi. Mệt rồi đúng không? Biên tổ chức đều liên lạc xong chưa? Ừ, anh để bọn họ thu nhập tất cả chứng cứ bao lên trên rồi. Nội bộ tổ chức đào ra không ít dàn tới phản bội. Hạ không hiểu dị tộc mua chuộc bọn họ thế nào. Ngoài ra cao tầng cũng thành lập điều tra, qua mấy ngày chuẩn bị ủng hộ có thể ra tay ngay lập tức. Còn em, hôm nay mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ừ, rất tốt. Em đã gặp mặt lão đại dị tộc rồi. Có điều đối phương rất thần bí, không chịu lộ thân phận. Không sao, những chuyện nhỏ này giao cho anh là được. Em nghĩ ngay trước, anh còn phải họp online với tổ chức, thảo luận chi tiết chiến lược. Được, anh mau đi làm đi. Alo, lão cậu, tôi có chuyện quan trọng hỏi anh. Tối nay rạp ở chỗ cũ. Anh Dương, sao tìm tôi rấp vậy? Anh muốn hỏi cái gì? Lão cậu à, anh biết Thiết Thụy là người ở đâu không? Thiết Thụy, cậu ta và tôi là đồng hương. Không lâu trước tôi về quê chuyển mộ, đúng lúc gặp cậu ta. Cậu ta muốn nói ra ngoài làm việc với tôi. Cậu ta chủ động ra ngoài với anh. Đúng vậy. Anh Dương, có phải thằng nhóc kia làm chuyện gì chọc giận anh không? Anh đừng so đo với cậu ta. Lát nữa tôi giáo huấn cậu ta giúp anh. Không có, không có. Tôi chỉ là tò mò thân thế của Thiết Thị thôi. Đại ca, anh đừng đâm đầu vào sắt tìm chết nha. Thân thế của cậu ta à? Tôi lờ mờ nhớ ba của Thiết Thị hình như là quỷ hút máu. Có điều rất lâu trước đột nhiên mất tích rồi, để lại Thiết Thị và mẹ của ta ở sống một mình. Hai người mẹ còn rất không dễ dàng. Quỷ hút máu, khống tử, cậu lập tức điều tra hồ sơ vụ quỷ hút máu của quê lão cậu. Đang tra rồi. Tìm thấy rồi, anh ta tên là Trường Hướng Tử, là quỷ hút máu khủng khiếp biến dị. Nhiều năm trước mất tích một cách ly kỳ, khớp với thân thể của Thiết Thị. Năng lực của Trường Hướng Tử là tịnh hóa tạp chất trong huyết mạch, cũng tức là anh ta có thể tịnh hóa quỷ khúc máu khốn huyết thành thuần chủng. Mình hiểu rồi Thiết Huy, chẳng chết. Chắc chắn là kế thừa năng lực tịnh hóa của ba cậu ta, cho nên mới tự tin có thể giải trừ khế ước giúp mình như vậy. Thử anh Dương, không uổng nữa à. Chẳng chết sẽ có nhiều quỷ khúc máu khốn huyết, không mạng tất cả nghe theo cậu ta như vậy. Đây chính là ác chủ bài của Huyết Thụy. Theo tin tức em nhận được, tụ họp lần này của các dị tộc chính là ở giáo đường này. Giáo đường này đã bị tổ chức bao vây, lần này nhất định phải một mẻ bắt gọn dị tộc. Lát nữa bắt đầu hành động, em nhất định phải chú ý bảo vệ tốt cho bản thân. Trong này có cài tín hiệu, chỉ cần em kích hoạt nó, người của chúng ta sẽ lập tức xông vào. Anh yên tâm, em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Có điều để em bình yên trở về,
anh phải thưởng cho em đó. Em muốn cái gì? Bây giờ không nói cho anh vội, lát nữa đập. Hộp đêm tự do nữa để sau của ông phải trông chờ vào lần này rồi. Nên nói cậu là tìm chết hay là tìm chết? Hay quẩn là tìm chết đây. Hôm nay chúng ta tề tụ ở đây là để chúc mừng các quỷ sắp đón cuộc sống mới. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người sẽ không bị huyết mạch của... Huyết mạch không đủ thuần túy mà thấp hơn ngược người một bậc. Mọi người đều sẽ có được tự do. Vô người đông đấy nhỉ? Cậu đến muộn rồi, còn không mau ngồi xuống, đừng làm ảnh hưởng lão đại nói chuyện. Tôi biết các quỷ ngồi đây, có thể còn có người có nghi ngờ, có thể chuyển hóa thành công không? Tôi sẽ hoàn thành nghi thức tịnh hóa cho quỷ mạc tiên sinh này trước, để chứng minh với mọi người gia nhập dị tộc là lựa chọn chính xác. Hận nhóc này lại muốn dở chiêu trò gì? Mạc tiên sinh, xin mời. Tôi dạy khi ước, các ngươi làm như đoàn du lịch ngắm cắm, ngắm cảnh trả tiền cho tôi không? Xem xiết có phải mua vé đấy. Phòng nhỏ kia không phải có vấn đề gì chứ? Có lẽ mình nên đợi nghi thức tiến hành xong, đến một nửa rồi phá tín hiệu cho nhóm chị Yến. Này, nghi thức kia của cậu cần bao lâu? Ông đây ghi nhẫn có hạn. Đây lại là làm gì? Chị Dương mặc đạo này không ai biết, ai mau rời khỏi đây. Hả, rời đi? Hình như cậu ta đang chơi một loại rất mới. Tôi biết trên người anh có trang bị tín hiệu, bây giờ chắc giáo đường cũng đều bị một sư bao quay rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước, nếu không làm anh bị thương thì không cốt. Đây đã, thuyết chị, cuối cùng cậu đang chơi trò gì? Thật ta thôi không muốn làm lão đại dị tộc gì. Ban đầu những dị tộc kia tìm tới tôi chỉ là muốn mượn sức tôi làm tổ chức lớn để chống đối một sự. Tôi và mẹ vốn ở quê hương, sống yên ổn hạnh phúc, lại vì giả tâm của bọn họ tất cả đều này bị hủy rồi. Bọn họ dùng mẹ để ép tôi nghe theo, vì để không liên lụy mẹ. Quậy mà nhảy vượt tự sát. Thời gian này tôi vẫn luôn giả vờ tiếp nhận lý tưởng của dị tộc, làm quyền giúp bọn họ, thậm chí cố gắng ngồi lên vị trí lão đại. Chính là muốn khu khúc toàn bộ kẻ bại hoại này tập trung lại rồi phối hợp với một sự tiêu diệt bọn họ. Quậy cũng tức là cậu đã biết tôi đang diễn kịch câu cá từ lâu rồi. Trời ơi, đứa con hiếu thảo đáng thương quá. Ừ, tôi nhìn ra được, anh rất thích kỳ tiên sinh, sẽ không muốn giải trừ khế ước của anh ta. Làng tước, tôi sợ bị lộ sơ hở, nên cố ý nói những lời bạo phàm anh, xin lỗi. Khi ra tôi không nhìn nhầm người, cậu còn lương thiện chính trực hơn tôi tưởng tượng. Sau khi chuyện này kết thúc, cậu có dự tính gì? Tôi sẽ giống ba của tôi, tìm một sơn thôn nhỏ không người để người biết ẩn cư, phòng ấn dị năng. Như vậy sẽ không còn ai có ý đồ với nó nữa. Chị Dương, tôi phải đi rồi, chúc anh và chị tiên sinh bên nhau đến bạc đầu. Đi đi, hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc của mình. Cậu ấy đúng là đứa trẻ ngoan. Khổng tử cậu cảm thấy lời của thiết chị nói có mấy phần thật mấy phần giả. Tôi đang cảm động bà. Cậu đừng nói với tôi vừa rồi cậu ấy đều là lan đừa người nha. Tôi không chịu nổi đả kích này. Ai biết chứ, có lẽ cậu ấy lương thiện thật. Có lẽ đây chỉ là một cục diện cậu ấy bày ra để khóc tội. Lòng người khó đoán, nhưng chỉ cần sau này cậu ấy đừng tái phạm rơi vào tay của tôi là được. Đi thôi, đi tìm cậu nam nhân nào. Tôi thật sự không hiểu nỗi suy nghĩ của mọi người các cậu. Mấy năm sau, thả em xuống. Về nhà quý anh.
Em không muốn, rõ ràng anh đã đồng ý với em. Mỗi tuần tới một lần, anh chơi xấu. Chồng chồng bọn họ đều mỗi tuần đều chơi tình thú. Chúng ta ngược lại, đã hành chó qua đường bị đá. Xem ra chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc của mình.